Chương thứ 14. Mỗi thầy cô giáo đã được nhân dân bảo vệ suốt 2.295 năm qua, cùng với hai câu tán cổ thụ đã cả ngàn năm tuổi. Từ ngôi miếu nhỏ này, thực hiện đề án của thành phố, chúng ta đã tìm ra hàng trăm nơi có dấu vết thầy giáo và học sinh thời trước Hán và Bắc Hán. Tìm ra những văn bản khẳng định việc Việt Nam đã có chữ viết riêng từ 4.000 đến 5.000 năm trước. Các nhà khoa học Anh, Séc, Slovakia và đặc biệt của Trung Quốc đã nói khá rõ việc này. Những thứ chữ đó có còn không và hình dạng ra sao? Trong nhiều năm, chúng ta đã lặn lội đi sưu tầm những dấu tích còn sót lại của thứ tài sản vô giá này. Suốt từ Hà Giang tới Nghệ Tĩnh và cả ở nước ngoài. Từ đó, chúng ta đã bước đầu giải mã, tìm được cấu trúc hình dạng của thứ chữ Việt cổ đã bị mai một này. Hàng trăm nhà báo, các Việt kiều, các nhà khoa học trong Nam ngoài Bắc đã về Thiên Cổ Miếu để nghe giới thiệu về chữ Việt cổ. Đến nay, chưa ai có ý kiến phản bác. Tuy chưa được thẩm định, nhưng chúng ta vẫn mạnh dạn giới thiệu chữ Việt cổ ở ngay Thiên Cổ Miếu để lắng nghe ý kiến. Bao nhiêu cụ già đã đến đây xin chữ? Trong số đó có một thanh niên. Chàng trai muốn xin một lời khuyên trước khi đi công tác. Đưa câu đối tặng chàng trai: sẽ bám tận cùng quá khứ, ngọn dương tột đỉnh tương lai. Muốn vươn lên theo kịp bè bạn Nam Châu thì luôn phải nhớ về quá khứ, hướng về truyền thống cha ông. Đưa câu đối như một lời nhắc nhở tất cả chúng ta, đặc biệt với những người có trách nhiệm ở vùng kinh đô Thăng Long xưa. Dưới lớp đất chúng ta đang sống còn ẩn chứa nhiều tài sản vô giá của tổ tiên, như những hạt ngọc lấp lánh chôn vùi trong lòng đất. Chính chúng ta chứ không phải ai khác. Chúng ta có trách nhiệm phục hồi lại như những năm qua thành phố đã làm. Dù quy hoạch thế nào, dù các công trình xây dựng mới có vĩ đại đến đâu, cũng không thể so sánh với di tích lịch sử của tổ tiên để lại. Ký sự Kampong Thong. Nằm trong khu vực tứ giác kinh tế vùng phụ cận thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, Kampong Thong được xem là vùng đất đai trù phú với nhiều tiềm năng kinh tế xã hội đã và đang được đánh thức. Trên vùng đất này, những kỳ quan, những di tích lịch sử nổi tiếng và độc đáo, những thế mạnh về kinh tế xã hội đang trở thành một trong những điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm hiểu về đất nước chùa tháp. Trong khuôn khổ phóng sự dưới đây, chúng tôi cố gắng chuyển đến quý vị những nét đẹp của Kampong Thong, những thế mạnh về kinh tế xã hội của địa phương này dưới dạng ký sự. Hy vọng sẽ mang đến cho quý vị một cái nhìn toàn cảnh về Kampong Thong, một tỉnh láng giềng có quan hệ hữu nghị gắn bó với Bình Phước của chúng ta, cũng như một số tỉnh miền Đông Nam Bộ. Kampong Thong theo phiên ngữ tiếng Khmer là khổng lồ. Từ xa xưa, tên chính thức của vùng đất này là Kampong Phu Thong. Truyền thuyết kể rằng khu vực Kampong Thong xưa có một chiếc hồ lớn, là nơi trú ngụ của một cặp rắn thần khổng lồ thường xuất hiện vào những ngày lễ Phật. Một thời gian sau, chúng biến mất nên người ta lấy tích này để đặt tên cho vùng đất Kampong Thong, nghĩa là rắn thần biến mất. Trong thời thuộc Pháp, vùng đất Campuchia bị chia thành nhiều tỉnh khác nhau. Người Pháp dựa vào cách gọi là dân bản địa để đặt tên cho vùng đất này là Kampong Thong. Họ lược bỏ đi yếu tố thần bí và cũng để đơn giản hóa tên gọi cho vùng đất này. Ngay ở cửa ngõ ra vào tỉnh lỵ, một biểu tượng của Kampong Thong được dựng lên đón chào du khách. Đó là hình tượng một chú voi quơ vòi dũng mãnh chiến đấu với hai con hổ Đông Dương.
Theo cách giải thích của người dân bản địa, hình ảnh này tượng trưng cho sức mạnh quật cường của người dân Kampong Thom trước những thế lực từ bên ngoài. Đó còn là thông điệp gửi gắm đến mọi người về trách nhiệm để bảo vệ các loài động vật hoang dã đang có nguy cơ bị tuyệt chủng. Trên bản đồ hành chính của Campuchia, Kampong Thom là một trong những địa phương có diện tích rộng lớn, với trên 15.000 cây số vuông, chia làm 8 huyện, 81 xã và 737 thôn sóc, làng bản. Tỉnh có vị trí địa lý thuận tiện, nối liền thủ đô Phnom Penh, các tỉnh Siem Reap, Vientiane, thông qua quốc lộ số 6. Về diện tích tự nhiên, Kampong Thom được chia làm hai phần. Phía đông quốc lộ số 6 chiếm 70% diện tích toàn tỉnh. Đây là địa bàn có nhiều rừng, đồng bằng phì nhiêu để phát triển kinh tế nông nghiệp. 30% còn lại nằm về phía tây của quốc lộ số 6 là phần đất ngập nước, giáp với khu vực biển hồ Toa Lơ Sáp, hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất châu Á. Đây thực sự là môi trường để phát triển nghề nuôi trồng thủy sản, một trong những thế mạnh kinh tế của Kampong Thom. Nằm trong tứ giác kinh tế vùng phụ cận thủ đô Phnom Penh, Kampong Thom có điều kiện phát triển mạnh hơn những tỉnh láng giềng. Tại trung tâm tỉnh lỵ, dễ dàng nhận thấy những công trình kiến trúc đồ sộ cùng với hệ thống bưu chính, viễn thông, điện lực, nhà máy nước, trung tâm thương mại và dịch vụ kiều hối khá hoàn chỉnh. Từ trên cao, chúng ta có thể thấy được một Kampong Thom năng động, sầm uất và bề thế. Nơi đây sơn thủy hữu tình, cây cối xanh tươi với khí hậu cận nhiệt đới là môi trường lý tưởng để sinh cơ lập nghiệp. Chính vì thế mà thủ phủ của tỉnh được chọn để xây dựng ở đây chăng? Có thể chỉ là truyền thuyết. Tuy nhiên, những gì hiện hữu trên vùng đất địa linh này vẫn hấp dẫn du khách thập phương. Bất kỳ ai nếu muốn tìm về với thiên nhiên tĩnh tại thì có lẽ Kampong Thom là một thiên đường. Thật vậy, ngoài môi trường thiên nhiên kỳ thú, phong cảnh hùng vĩ, hoang sơ, nhiều nét đẹp lạ lẫm còn chưa được khai phá, đang tiềm ẩn trên vùng đất này. Cũng như nhiều địa phương ở Campuchia, Kampong Thom cũng sở hữu một dòng sông đẹp, sông Trung Chien. Ngay bên cạnh dòng sông Thơ Mộng, một đô thị nhỏ với kiến trúc mang phong cách gồ thiết của Pháp vẫn còn đây. Tuy không có được những cảnh trên bến dưới thuyền tấp nập như Prache hay Kampong Cham, tuy nhiên Kampong Thom liên kết với Siem Reap, Pathampong, Kampong Cham, tỉnh Kampong Thom trở thành một trong những tứ giác kinh tế vững mạnh để làm đòn bẩy cho sự phát triển chung của thủ đô Phnom Penh. Một trong những trung tâm kiến trúc cổ có giá trị rất lớn về mặt kiến trúc và lịch sử tại Kampong Thom là quần thể di tích Sampo Prekut. Đây được xem là cố đô của Vương quốc Khmer Isanapura, thủ đô của Changla Đại Đế vào thế kỷ thứ 7, là một trong những vương triều đầu tiên thành lập nên hệ thống nhà nước ở khu vực Đông Nam Á. Theo lịch sử Campuchia, quần thể di tích rộng lớn với nhiều hệ thống đền tháp đồ sộ, Sampo Prekut được tìm thấy vào triều vua Isanvarman đệ nhất, con trai của vua Sirasena. Từ sự nghiên cứu của nhiều nhà khảo cổ học Campuchia và sự hỗ trợ của các quốc gia Nhật Bản, Trung Quốc, người ta đã chứng minh được những xuất xứ cũng như những phát kiến độc đáo về phong cách xây dựng, chất liệu và kỹ thuật sử dụng không gian, địa thế đã tạo ra những ngôi đền vừa thiêng liêng thần bí, vừa uy nghi tôn kính. Theo đánh giá của ngành du lịch Campuchia, Sampon Prekut không chỉ có tầm quan trọng bậc nhất về mặt kiến trúc cổ của Campuchia, mà còn là một trong những di tích, di vật tiêu biểu của nền văn minh Khmer khu vực ASEAN. Nằm trên địa bàn làng Sampo, xã Kompong Chating, huyện Sampo, khu trung tâm của Sampo Prekut có hơn 52 công trình kiến trúc bằng gạch đá được xây dựng từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 9. Đây được xem là trung tâm kiến trúc quan trọng nhất của vương triều Isanapova. Được xây dựng tương tự kiểu tháp của người Chăm Việt Nam, quần thể kiến trúc đền tháp tại Sampo Prekut hầu hết được xây bằng gạch rất khít mạch, không nhìn thấy chất kết dính. Lòng tháp rộng tới đỉnh, cửa tháp quay về hướng đông.
bằng vật liệu gạch nung và đá sa thạch, những nghệ nhân dân gian Campuchia đã dựng nên quần thể kiến trúc đền tháp độc đáo Liên Hoàn. Có đền chính thờ Sonny, biểu tượng cho sự sáng tạo. Đền thờ Linga, biểu tượng cho sự sinh tồn. Đền thờ Kha Lăng là nơi dành để thờ các vị thần khác hoặc những vị vua đã băng hà. Nét đặc biệt là mỗi khi đền tháp ở đây đều có những nét kiến trúc mang phong cách riêng, thờ những vị thần, những triều vua khác nhau, tạo nên đường nét kiến trúc đầy dấu ấn. Nhưng nhìn chung, quần thể Samborprekut đều được xây dựng trên một mặt bằng tứ giác, chia làm 3 phần: đế tháp vững chắc, biểu hiện thế giới trần gian; thần tháp tượng trưng cho thế giới thần linh kỳ bí; phần trên cùng là tổ hợp của những hình thể trang trí sinh động với hình tượng con người, hoa lá, chim thú,